Thanh Tú, Diệu Nhi ngày càng lên hương sau đám cưới thế kỷ. Chồng thoát cảnh ghế sau, hốt liền vai chính điện ảnh. Vợ ngồi luôn ghế giám khảo quyền lực. Lần đầu tiên có một chương trình lớn, một ekip lớn khẳng định là có một ngôi sao truyền cảm hứng mang tên Diệu Nhi. Thì thật ra em cảm thấy rất trân trọng và rất biết ơn. Sau đám cưới thế kỷ, cuộc sống của vợ chồng son, Diệu Nhi và anh Tú vẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Chẳng những hạnh phúc thăng hoa, mà sự nghiệp của couple này cũng ngày càng nở rộ. Ca khúc bài này không để đi diễn, vốn là món quà tặng bà xã, nhưng nào ngờ sau khi đăng tải trên YouTube, nó đã nhanh chóng đặt top 1 trending, trở thành bài nhạc đầu tiên của anh Tú giành được vị trí cao như vậy. Tuy nhiên, bài hát này chỉ mới là mở bát cho những thành tựu sau hôn nhân của nam ca sĩ mà thôi. Còn nhớ trước khi kết hôn, anh Tú đã thật thà chia sẻ với truyền thông rằng suốt 3 năm mình không tham gia show vì chẳng nhận được lời mời nào. Vậy mà vừa đám cưới xong, nam ca sĩ đã nhanh chóng đắt show rồi góp mặt trong rất nhiều chương trình. Sự nghiệp diễn xuất của anh chàng cũng có một bước tiến lớn khi bỏ túi vai nam chính điện ảnh đầu tay trong Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy. Trước đây, anh Tú từng góp mặt trong rất nhiều dự án gây bão phòng vé nhưng chủ yếu là với những vai diễn phụ. Vậy là sau nhiều năm chấp nhận làm nền cho các diễn viên khác, ông xã Diệu Nhi cũng đã có cơ hội được thể hiện bản thân mình. Nếu như anh chồng điển trai có hai dấu ấn quan trọng trong con đường nghệ thuật thì siêu sao nhà bè Diệu Nhi cũng chẳng thua kém. Cô nàng lần đầu tiên được ngồi ghế nóng của chương trình truyền hình, góp mặt ở Nhảy Đi Ngại Chi, Diệu Nhi cùng với Minh Hằng và Thanh Duy giữ vai trò ban giám khảo quyền lực. Dù không có chuyên môn trong lĩnh vực này, nhưng thay vào đó, dưới góc nhìn một người xem, Diệu Nhi đã có nhiều nhận xét hay ho và bổ ích cho các bạn thí sinh. Đặc biệt, Diệu Nhi và anh Tú còn nắm tay nhau, góp mặt trong giải bình chọn Dan Movie MTV Pick 2022 và xuất sắc giành chiến thắng. Vượt qua nhiều đối thủ nổi trội khác, đôi vợ chồng trẻ đã dẫn đầu cuộc bình chọn ở hạng mục nam và nữ phụ phim điện ảnh Việt Nam được khán giả yêu thích nhất nhờ những vai diễn ấn tượng trong thời gian qua. Phải công nhận là sau đám cưới, sự nghiệp của cặp đôi cứ lên như diều gặp gió. Và chắc hẳn là nhờ đó mà đôi vợ chồng cũng sở hữu cuộc sống đầy đủ, ấm êm hơn trước. Nhiều khán giả cho rằng, nhờ hiệu ứng đám cưới mà tên tuổi của Diệu Nhi và anh Tú cũng được săn đón hơn. Song thực tế đó chỉ là một phần. Rõ ràng, thành công hôm nay chủ yếu là nhờ vào tài năng và sự cố gắng của hai nghệ sĩ khi nhiều năm qua, họ vẫn chọn cách yêu đương trong kín tiếng. Và dù là đã thành vợ chồng nhưng Diệu Nhi và anh Tú vẫn phát triển riêng lẻ, tự mình đi lên. Cặp đôi hoàn toàn không xuất hiện cùng trong sự kiện hay nhận show, đóng phim chung nhằm tạo sự chú ý. Được biết, Diệu Nhi và anh Tú đã tậu một căn hộ mới sau khi kết hôn. Qua những khung hình được nữ diễn viên chia sẻ, có thể thấy không gian sống của cặp đôi tuy trang trí đơn giản nhưng vô cùng sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Chia sẻ về cuộc sống sau khi kết hôn, anh Tú cho hay, dù là thời hẹn hò hay khi đã về chung một nhà, chúng tôi vẫn vui vẻ như vậy. Thù lao đi làm được bao nhiêu, chúng tôi vẫn kể với nhau. Nhưng vợ chồng tôi quan niệm tiền ai người đó quản. Chúng tôi không yêu cầu người này đi làm phải đưa lương cho người kia giữ. Tôi nghĩ trong túi không có đồng nào cũng không hay. Mỗi người cũng cần có khoản riêng bởi hai bên phải lo cho bố mẹ nữa. Chẳng những sòng phẳng trong chuyện tiền bạc mà anh Tú và Diệu Nhi còn luôn tôn trọng và ủng hộ sự nghiệp của đối phương. Nam diễn viên khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi cho hay mình không cần xin phép vợ nếu có cảnh thân mật trên trường quay. Có thể thấy, sự nghiệp của Diệu Nhi và anh Tú đều có bước phát triển rất tích cực sau khi đám cưới. Người hâm mộ mong rằng cả hai sẽ sớm đón thêm thành viên mới để tổ ấm viên mãn lại có thêm nhiều niềm vui hơn nữa.